Thưa quý vị, sau đây sẽ là phần tin thế giới của bản tin buổi tối ngày hôm nay. Phú Quốc đã đỏ sàn trong phiêu dịch hôm thứ Hai vừa qua do các nhà đầu tư không mấy kỳ vọng vào các bản báo cáo kinh doanh của các công ty Mỹ chuẩn bị công bố. Kết phiên giao dịch cả ba chỉ số chính của phố đều chìm trong sắc đỏ với mức giảm dưới 0,5%. Diễn biến của ba chỉ số chính tương tự như phiên giao dịch cuối tuần của phố khi càng về cuối phiên các chỉ số giảm dần. Theo khảo sát của Reuters, dự kiến lợi nhuận quý 1 của các công ty có mặt trong rổ tính S&P sẽ giảm 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này khiến các nhà đầu tư không mấy lạc quan về những bản báo cáo kinh doanh sắp sửa công bố của các công ty lớn tại Mỹ. Anqua là công ty ra bản báo cáo đầu tiên ở Mỹ. Trước một ngày ra báo cáo kinh doanh, cổ phiếu của Anqua tăng 4%, cổ phiếu của Goldman Sachs cũng tăng 1%. Dù Bộ Thư pháp Mỹ vừa cho biết, ngân hàng này đã đồng ý nộp phạt 5 tỷ đô la Mỹ vì có buộc gian lận trong phát hành trái phiếu thế chấp cũng trong thứ hai theo giờ mỹ tổng thống obama họp với chủ tịch fed để bàn về các vấn đề kinh tế cũng như cuộc cải cách tại phố wall mặc dù nhóm ngành tài chính đang là nhóm có diễn biến sâu nhất trong năm nay tại phố wall nhưng trong phiên vừa qua nhóm tài chính là một trong những nhóm tăng điểm mạnh tiếp đó là nhóm nguyên nhiên liệu cơ bản cũng với phố wall xóa bớt số điểm đã mất từ nhóm hàng tiêu dùng và nhóm y tế Ngược lại thì thị trường châu Á đa phần tăng điểm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 12 tháng 4 với chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật Bản bật tăng hơn 1% sau khi tỷ giá đồng yên quay đầu giảm nhẹ. Kết phiên giao dịch ngày 12 tháng 4, chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng mạnh nhất với 1,13%, chỉ số Edis 200 của Úc và Kospi của Hàn Quốc tăng gần 1%, thị trường Trung Quốc giảm 0,3%. Chỉ số Shenzhen của Sài Thẩm Quyến cũng giảm 0,65%, tuy nhiên chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng điểm nhẹ. Tại Úc, nhóm ngân hàng đóng vai trò chính giúp thị trường tăng điểm. Cổ phiếu của 4 đại gia ngân hàng NZ Commonwealth, Westpac và NAB đều tăng, trước khi một vài tuần qua nhóm ngân hàng lại nằm dưới áp lực nợ xấu. Bên cạnh đó, nhóm khai khoáng cũng tăng điểm. Cổ phiếu của các đại gia ngành này gồm Rio Tinto, BHP Billiton và Foodskill đều tăng từ 1 đến 3%. Tại Nhật Bản, đồng yên quay đầu giảm nhẹ vào giờ mở cửa thị trường giúp cổ phiếu của các công ty xuất khẩu tại Nhật bật tăng, với cổ phiếu của Toyota, Nissan và Honda đều tăng hơn 3%. Trong khi thị trường châu Á đang giao dịch thì giá dầu thô đã quay đầu giảm nhẹ sau khi bật tăng khoảng 1,6% trước thềm cuộc họp của các nhà sản xuất dầu về việc đóng băng sản lượng tại Doha, Qatar vào ngày 17 tháng 4 này. Phản ứng trước thông tin này, nhóm năng lượng tại thị trường châu Á cũng tăng giảm đang xen. hàng chục ngàn lao động ngành thép tại Đức đã xuống đường biểu tình trong ngày 11 tháng 4 vừa qua nhằm yêu cầu chính phủ có những động thái cứng rắn trước tình trạng thép nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc khiến cho tương lai của lao động nội địa bị lung lay. Theo công đoàn IG Metal, một tổ chức công đoàn có thế lực tại Đức, cuộc biểu tình lần này có quy mô đến hơn 45.000 người trên toàn nước Đức. Những người biểu tình đưa ra yêu cầu đòi chính phủ có những động thái tích cực bảo vệ hoạt động sản xuất nội địa trong bối cảnh tập đoàn thép hàng đầu của Đức là Thyssenkrupp rất có thể phải sát nhập với tập đoàn thép Tata của Ấn Độ hoặc một đối tác nào đó để vượt qua cuộc khủng hoảng chung của ngành thép tại châu Âu trong thời gian qua. Những người biểu tình còn đưa ra yêu cầu đòi chính phủ có những động thái tích cực đối phó với tình trạng thép giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc tràn lan vào nước này. Người lao động nhìn thấy được tương lai không ổn định như những gì họ đã chứng kiến trước đó đối với các đồng nghiệp tại Anh Quốc khi tập đoàn Tata tuyên bố bán đi toàn bộ doanh nghiệp tại nước này. Ngành thép tại Đức hiện đang nuôi sống 87.000 lao động trực tiếp, trong khi nếu tính cả những ngành sản xuất hoặc dịch vụ có liên quan, thì ngành này đang mang đến công an việc làm cho 3,5 triệu người. Đức và các nước châu Âu nói chung đang đối mặt với một kịch bản tương tự là tình trạng thừa nguồn cung thép toàn cầu do lượng lớn thép giá rẻ từ Trung Quốc đang chiếm đến một nửa sản lượng thép thô của thế giới. Thưa quý vị, theo CNBC, thì tập đoàn hàng không United Continental Holdings của Mỹ sẽ chuẩn bị có thêm một số lãnh đạo mới, bao gồm một chủ tịch độc lập theo như yêu cầu của hai quỹ đầu tư. Thỏa thuận có thể được thông qua trong tuần tới. Trong tháng 3 vừa qua, hai quỹ đầu tư Park Capital và Altimeter Capital đang nắm giữ khoảng 7% cổ phần của United, đã đòi nắm quyền kiểm soát United. Hai quỹ này đưa ra một danh sách các ứng viên cho một số vị trí lãnh đạo để tái cơ cấu hãng hàng không đang bị thua lỗ này. Để xoa dịu hai nhà đầu tư, United đã thêm ba giám đốc mới hồi tháng 3, trong đó bao gồm CEO của Delta Airlines và CEO của Air Canada. Hiện tại cả United Airlines và hai quỹ đầu tư nói trên vẫn chưa có bất kỳ bình luận nào liên quan đến thông tin này. Tiếp nối một thông tin tiếp theo. Kể từ ngày 17 tháng 4 này thì người dân tại thành phố Quito của thủ đô Ecuador sẽ được sử dụng xe đạp điện công cộng miễn phí để di chuyển trong thành phố. Đây là chương trình xe điện công cộng BiciQuito của chính quyền địa phương nhằm thúc đẩy sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường. Dự án xe điện công cộng BiciQuito là cách mà thành phố Quito sử dụng để giảm kẹt xe và ô nhiễm môi trường. Đây là những chiếc xe đạp điện dùng pin lithium và được sạc thông qua động tác đạp xe. Những chiếc xe này cũng được gắn thêm thiết bị bổ trợ để giảm lực đạp cho người sử dụng. Giới chức địa phương đang đào tạo cách sử dụng xe điện cho người dùng tiềm năng. Dịch vụ này tuy miễn phí nhưng không phải ai cũng được sử dụng. Người dân thành phố Quito muốn dùng xe đạp điện phải đăng ký. Dự án này khuyến khích người dân đi xe đạp và cũng tốt cho sức khỏe nữa. Bởi vì trừ phi xe đạp sạc đầy pin, còn lại thì bạn phải đạp. Ông Luis Ivan Rodriguez, đại diện tổ chức BC Asian Foundation cho biết, ngày càng có nhiều người Ecuador đi xe đạp. Chúng tôi nhận thấy đã có nhiều người dùng xe đạp hơn, 30 phút đạp xe vừa giúp bạn tiết kiệm chi phí nhiên liệu và tốt cho sức khỏe. Theo truyền thông địa phương, tại thành phố 2,3 triệu dân này, có khoảng 500.000 ô tô lưu thông mỗi ngày. Chính quyền Quito đã đầu tư 900.000 đô la để mua 300 chiếc xe đạp điện đưa vào sử dụng tại 25 trạm xe đạp điện ở khu vực trung tâm và các khu vực tài chính của thành phố dự kiến mỗi ngày sẽ có 843 chuyến xe đạp điện được vận hành.